Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên mặt tầng 18.14 cùng với những nội dung chính sau đây. Nguy cơ thiếu hụt thực phẩm đang rình rập vì cuộc khủng hoảng chính trị ở Lebanon. Cảnh sát Argentina bắt giữ 4 người bị tình nghi sát hại du khách người Anh. Luật sư Giuliani xác nhận muốn cựu đại sứ Jovanovic tránh đường để có thể điều tra Biden. Tổng kiểm tra hơn 100 dự án ven sông Sài Gòn. Kính thưa quý vị, nguy cơ thiếu hụt thực phẩm đang rình rập vì cuộc khủng hoảng chính trị ở Lebanon. Tiến trình bổ nhiệm tân thủ tướng ở Lebanon vào ngày thứ Hai, 16 tháng 12, đã tiếp tục bị trì hoãn do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chính trị vốn đang dần hủy hoại nền kinh tế trên đà suy thoái của quốc gia. Tổng biên tòa soạn báo Al-Nahar tức Nabil Bolmosaf cho biết, tình trạng bất ổn hiện nay ở Lebanon đã chuyển từ xấu và đến vô cùng tồi tệ sau hơn 7 tuần diễn ra phong trào biểu tình bạo động vốn đã buộc cựu thủ tướng Saad al-Hariri từ chức ra đi. Nguồn cung cấp lương thực tại đây vì cuộc khủng hoảng chính trị nên đang dần cạn kiệt. Nếu như tiếp tục kéo dài, người dân sẽ phải đối mặt với cảnh đói khát, góp phần gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến trong thập niên 1970. Bất chấp những bất đồng trong nội bộ chính phủ, ông Saad al-Hariri lẽ ra sẽ lại được bổ nhiệm vào vị trí tân thủ tướng nhiệm kỳ 4. Tuy nhiên, quyết định này vào phút chót lại bị trì hoãn bởi Tổng thống Michel Aoun. Cảnh sát Argentina bắt giữ 4 người bị tình nghi sát hại một du khách người Anh. Lực lượng cảnh sát Argentina vào ngày thứ Hai, 16 tháng 12, đã xác nhận được danh tính đồng thời bắt giữ 4 người bị tình nghi là thủ phạm sát hại du khách đến từ Anh Quốc trong khuôn khổ của một vụ cướp bóc bên ngoài khách sạn sang trọng ở thủ đô Buenos Aires hồi cuối tuần vừa qua. Các đương sự đồng thời bị tình nghi là thành viên băng đảng, do đó động cơ của vụ án mạng có thể bắt nguồn từ những mối thù lâu năm giữa các băng nhóm tội phạm ở địa phương. Ngoài du khách bị thiệt mạng, còn có một người khác bị thương tích nghiêm trọng trong khu nghỉ mát nổi tiếng Puerto Madero và nạn nhân được xác nhận có tên là Mathilde Gibbard, 50 tuổi, và lúc bấy giờ đang đi cùng cậu con trai 28 tuổi Stephen Zone. Những chiếc xe hơi từng được thủ phạm sử dụng trong vụ tấn công nay đã được tìm thấy. Trước đây, những vụ giết người cướp của ít khi xảy ra tại khu vực này. Tuy nhiên, cách đây 12 tháng, đã có một du khách người Thụy Điển bị bắn trọng thương, dẫn tới việc phải cư chân tại thành phố San Telmo của Argentina. Vài tuần lễ sau đó, một người đàn ông mang quốc tịch Canada cũng đã bị đâm trong vụ cướp điện thoại tại cùng khu vực nói trên. Luật sư Giuliani xác nhận muốn cựu đại sứ Jovanovic tránh đường để có thể điều tra Biden. Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani, xác nhận ông và cựu công tố viên chống tham nhũng hàng đầu của Ukraine là Yuri Lutsenko, cùng cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine là bà Marie Yovanovitch phải tránh đường để có thể điều tra cho con ông Joe Biden. Ông Giuliani nói, bà ta sẽ khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn cho tất cả mọi người, và ông cũng cáo buộc bà Yovanovitch ngăn chặn các nỗ lực thuyết phục Ukraine điều tra. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBS, ông Giuliani cho biết ông đã cung cấp thông tin cho cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo về Yovanovitch, người mà ông cho rằng đã có thành kiến đối với ông Trump. Và ông cũng nói thêm, tôi làm điều đó với vai trò là luật sư biện hộ cho Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, cựu đại sứ Yovanovitch cho biết bà cảm thấy bị đe dọa trong suốt phiên điều trần thứ nhì trước Ủy ban Tình báo Hạ viện khi Tổng thống Trump gửi Twitter chế giễu nhiệm kỳ ngoại giao của bà. Tổng thống Trump nói, bất cứ chỗ nào bà Yovanovitch đến đều sẽ trở nên rất tồi tệ. Kính thưa quý vị, tổng kiểm tra hơn 100 dự án ven sông Sài Gòn, Sở Xây dựng thành phố Sài Gòn hôm 17 tháng 12 cho biết sẽ tiến hành tổng kiểm tra hơn 100 dự án ven sông Sài Gòn, bao gồm các dự án nhà ở tiếp giáp sông Sài Gòn và các dự án nhà ở có hành lang bảo vệ sông tại 9 quận huyện trong khu vực. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 3 tháng 1 năm 2020, sau đó các cơ quan chức năng sẽ báo cáo kết quả cho chính quyền thành phố Sài Gòn. Và việc kiểm tra, xử lý phải bảo đảm tính đồng bộ và đúng quy định. Được biết, từ năm 2017, chính quyền đã ban hành quy định đối với các dự án tiếp giáp bờ sông. Theo đó, các căn nhà phải được xây dựng cách bờ sông từ 30 đến 50 mét. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều đoạn sông Sài Gòn bị lấn chiếm khiến nhiều người dân bất bình. Một số con hẻm gần bờ sông cũng bị ngăn lại thành đường nội khu của các dự án và khu biệt thự nghỉ dưỡng. Chính quyền thành phố Sài Gòn cho biết, sau khi tiến hành tổng kiểm tra, nếu phát hiện tình trạng lấn chiếm sông và kênh rạch thì sẽ kiên quyết xử lý.